ở trên màn hình nhá. Đấy, đấy là những cái nội dung mà bạn ý đang cần xào trong buổi tối ngày hôm nay. Con ác này tên là Mama Mana. Ác em đã build như thế này, anh coi sai sót ở đâu để em còn sửa lại. Ác đánh lôi đài là chính. Lý do tại sao bá vương lệnh 8 sao ảnh hưởng lớn đến ác như vậy? Xin anh giải đáp dùm. Tại sao nhiều người lại bỏ một đống tiền để làm bá 8 sao? À, tức là bá 8 sao đây này. Hình như thằng này nó chưa đăng ký sao? Đăng ký chưa? Đấy. Hôm nay có tổng kim đâu? Tổng kim hình như bên này chưa mở sao chứ? Tập trung đây là cho vui à? Hình như bên này đã mở tổng kim đâu. À, tôi không biết, thôi kệ chúng nó vậy. Không quan trọng, bây giờ như này. Tiếp này. Câu kết dành cho những thanh niên chưa biết. Đấy là như nào? Thì bạn ấy chủ yếu là bạn ấy quan tâm về vấn đề 8 sao là chính. Bán có lệnh 8 sao đúng không? Thì đây. Cái bá vương lệnh này như các bạn thấy trên màn hình đó là nó đã mắc sao ở cái thời điểm hiện tại là nó cái sao nhé, nói thế này cho các bạn dễ hiểu này. Cái sao khi mà cái sao càng lớn ấy, thì cái dòng mở rộng ấy kìa nó cộng càng được nhiều. Mình lấy ví dụ nhá, ví dụ như là cái nội công căn bản ấy kìa. Nếu như mà một sao ấy, hình như đâu đấy nó chỉ có 3% hay mấy phần trăm, dần dần tăng lên đến 8%. Nếu như các bạn có cả ba cái dòng nội công căn bản 8% kia đấy, tổng nó là 24%. Cái này nó ăn theo nội chứ không ăn phải ăn theo công cộng nhé. Cái này ăn theo nội lực ấy nhé, không phải ăn theo công cộng, nhập công căn bản mà. Thế đồng thời tương tự như vậy, nếu như mà các bạn có ba dòng máu ấy, thì là 10.200 máu thì tổng ba dòng khi mở rộng ấy là nó là hơn 30k cộng phần trăm nữa các thứ nữa, thì mình cứ cho khoảng cỡ 35k. Nếu như mà các bạn hình dung như thế này này, một cái bá vương lệnh đây này, như bạn ấy nói này, lý do tại sao đây này, lý do tại sao tám tám vương lệnh 8 sao là bá thì bá vương lệnh 8 sao lại ảnh hưởng lớn đến ắc như vậy, xin anh giải đáp dù tại sao nhiều người lại bỏ một đống tiền để làm bá 8 sao. Thì cái thứ nhất ấy, bá 8 sao nó là dành cho người có tiền, đại gia có tiền mới làm được, mấy thằng tiểu gia trung gia chắc không làm được, cái điều này là đúng không bà. Còn về cái độ cái sức mạnh và cũng như sức ảnh hưởng của nó đến nhân vật ấy, thì nếu như mà bạn những cái bảo châu nhé, thì chỉ cần là lên sát với lệnh thôi là các bạn có thể gắn đủ 4 bảo châu và cũng mắc rồi, thì cái đấy bá riêng về bảo châu nhé, bá hay sát là đều như nhau, ok chưa. Tiếp đến ý, là vấn đề chúng ta bàn về cái sao. Cái sao này thì nó sẽ tác động lớn đến cái dòng mở rộng là chính, và đồng thời là cái skill nữa. Cái bá 8 sao càng lớn ấy, sao càng nhiều ấy, thì cái skill bị động nó sẽ có xu hướng là càng khủng lên. Ví dụ như cái này này là nó nhận hậu thuẫn 25k sinh lực khi hậu thuẫn hấp thụ tác thương vượt mức hoặc duy trì quá 10 giây biến mất. Tức là như nào? Tức là khi mà đang có cái hiệu ứng hậu thuẫn này này, bạn bắn vào thằng kia một phát ấy, mà đam của bạn chỉ có 13k thôi thì là nó bằng không, bắn phát nữa thì là cộng tổng của bạn là 26k thì nó chỉ nhảy lên 1k đam thôi. Đấy là cái skill hộ thể này. Thế nhưng mà thông thường ấy, khi anh em đánh nhau lôi đài thì người ta thường dùng cái chìa khóa, tức là 5 giây đặt bẫy ấy. Thì cái 5 giây đặt bẫy đấy nó lại không chịu ảnh hưởng mấy của cái việc là 8 sao này đâu. Nó có một chút xíu thế nhưng mà không mấy đâu, lên càng sao càng cao nó cũng không thay đổi nhiều. Cái này thì cũng không biết là do thế nào, nhưng mà anh em cứ thử thay đổi và xem. Có một số cái skill nhá, mình nói lại này,
Có một số skill thì sao càng lớn, cái skill càng mạnh, thời gian giảm hay là hồi chiêu hay là tác dụng càng lớn, nhưng mà có một số skill ấy thì nó lại gần như là bị cố định, nó không thay đổi nhiều. Ví dụ như nhé, bạn chuyển sang cái này là cái băng chẳng hạn, có thể là nó như này cho dễ đi, mình sẽ về băng. Cái này nó mất không nhiều tiền đâu, thì anh cứ quẩy thôi em nhé, mất có 5k điểm tặng thôi, không biết là em học chưa. Xanh ly có đồng ý không? Đồng ý không thì anh làm thôi, thì thôi. Đây là gửi phát lương này. Này cho các bạn dễ hiểu này. Thôi nó không còn vàng nữa rồi. À, đây. À, được rồi. Đây. Còn lạc dương. Anh đổi cái skill xong em đổi lại nhé, tại vì cái này thì đổi thôi mà, có cái gì đâu, đúng không nhé? Anh đổi xong là tí em đổi lại, cùng lắm học mấy cái sách thôi, sách mất 5k vàng chứ mới. À đâu, 50k vàng chứ lại được phát. Tại còn có 50k này thì thoải mái cái gì, chém gió. Đây. À ừ, các em gì có 3 nhỉ? Ừ, hồn à, thế thì mẹ đổi làm sao được. Đây hy vọng là các ông có rồi. Đăng này không có 3 thì không đổi được rồi. Đây các bạn nhấn vào cái dòng này này. Đâu nhỉ? Kỹ năng bị động này này. Đấy nhá. Ví dụ như là các bạn chọn cái băng này này. Đấy thì các bạn nhìn thấy rõ, ví dụ như báo mức lệnh của bạn đang một sai chẳng hạn thì cái băng này hình như là mình nhớ không nhầm là nó cộng có 400 hay 600 gì đấy. Đấy, nhưng mà 8 sao hiện tại của bạn đang là 2000 này. Đấy các bạn nhìn này, tăng 2000 đây này, cho ra đây cho dễ nhìn này. Đấy các bạn nhìn không, cứ 30 giây là nó phóng vụt phát ra kia tăng 2k băng. Đấy, và tương tự như các dòng khác các bạn thể nhìn vào đây, ví dụ như là cái này hỏa này, cái này là huyền này, cái này là độc này. Còn cái này thì sao, cái này nó là nhận 100 điểm kháng chí mạng trong vòng 10 giây, cái này thường thường không ai dùng cả. Cái lực phá càn khôn này này thì nó là khi tấn công gây sát thương mục tiêu tối đa 10 đơn vị, là 10 là 5 mét, 30 giây kích hoạt một lần. Cái này hình như là nó cũng có cái sự thay đổi đấy, tức là thông thường, thường ấy, ví dụ như là cái kia 60 giây, cái này chuyển dần dần 30 giây, mình không nhớ rõ nhé, nhưng phải nhắc lại mình không nhớ rõ. Còn cái này nữa này, ổ thuẫn này thì các bạn biết rồi này, cái lúc mà nó một sao ấy, hình như nó chỉ được có mấy k thôi, sau dần dần là 10k, mười mấy k, mười mấy k, xong là tăng 8 sao nó mới được 25k. Đây này, cái tán hồn trận thuật này này, thì đây 50 giây hoặc là 30 giây kích hoạt một lần, cái này hình như không thay đổi này, cái này hình như không thay đổi, tức là 5 giây đổ khiến 5 mục tiêu bị tấn công trong vòng 2 giây, nó vẫn thế này. Đấy, tức là cái báo lệnh một sao ấy nó vẫn giống như thế này. Đấy, tôi không biết là tôi có nhớ nhầm hay không nhé, nếu mà tôi nó nhớ nhầm thì anh em có thể là comment lại nhé. Ông nào có đang có báo lệnh cũng bật lấy để thử xem. Nó vẫn 5 giây nổ khiến 5 mục tiêu tản công trong 2 giây và 30 giây kích hoạt một lần, hình như nó vẫn thế, không thay đổi. Thì đúng là cái này, nếu như mà ông nào nói là báo lệnh 1 sao và 8 sao thì giống hết cái này. Ờ, thì giống. Thế còn tiếp theo là những cái chỗ này này. Đấy, kích hoạt nộ, cái này dùng cho đăng khí này, thập tam thái bảo nó liên 6 loại đồng vân vân này ấy, thì là nó nói chung là cũng không ăn thua. Cái này nữa cũng chẳng ăn thua. Cái vũ cổ kỹ thuật này mà biến thành phiêu lưu áp này thì ở game này phiên bản này không có. Thì khi các bạn chọn cái này này, nó sẽ là cái dữ liệu đây này, cái này nó là hai cái này này, bỏ qua cái này nhá, cái này này. Đấy, 30 giây một lần là cái hiện ra thoát vô địch trong vòng 1 giây, 1 giây là cái đất thì đúng không, này không phải choáng ngồi 5 giây tức là nó bị mù có nửa giây ấy, chán thua. Đấy, thì thông thường bọn nó hay dùng cái này đây này. Đấy. À, bọn nó hay dùng cái này. Còn thanh niên này thì đang dùng cái hậu thuẫn 25k, thì tùy các bạn chọn thôi, chọn cái nào thì chọn. Nếu như chúng ta chọn dòng máu nha, bây giờ nói đến cái chỗ mở rộng này, nếu như chúng ta chọn dòng máu thì cái 1 sao và cái 8 sao nó cách nhau rất lớn. Cái 1 sao hình như là cộng được có 2k mấy, trong 3k mấy, hoặc là 5k mấy, 5k 6 gì đó. Còn cái này nếu như mà 3 dòng mở rộng là mỗi dòng 10k máu, tổng là 30k, thêm phần trăm ở đây, ở đây, ở sau này có cái đây nữa, thì nhìn chung là khoảng cỡ 35k.
thì cái thằng Bá Vương Lệnh một sao ấy nó sẽ kém hơn cái thằng 8 sao ở chỗ đó là thứ nhất. Còn nếu mà nếu như nhiều ông ví dụ như một số thằng Võ Đang Siêu Công ấy nó chọn 3 dòng phần trăm đi là 8% cơ bản ấy, thì nó lên một khúc công ấy. Còn nếu như thằng Minh Giáo nhé, thằng Minh Giáo thì 100% cái Bá Vương Lệnh này nó phải chọn 3 dòng phần trăm ngoại công căn bản. 100% nó phải chọn ra 3 dòng đấy. Yeah, thì 3 dòng đó nó sẽ làm cho nó 24% công cơ bản ăn theo cái nộ hỏa lên chẳng thì nó rất là mạnh. Rồi ok, thì còn vì sao tại sao nhiều người bỏ một đống tiền làm bà 8 sao ấy, thì mình nói rồi đấy. Thứ nhất là người ta thích, thứ hai là đây là cái trò chơi nào không dành cho mấy bọn đại gia nhé. Tiếp đến này, bạn có nói hỏi là cái chỉ số Bill đánh lôi đài là chính. Còn chỉ số thì ở đây của bạn này, thực ra mình soi như thế này thì tí nữa bạn Bill lại. Nhưng mà bây giờ bạn soi như thế này của cho bạn ấy thì tại vì bạn xào nên là mình phải nói thôi. Như thế này là việc bắt bài cho kệ bạn nhá. Cái thằng Thiên Long ấy đồ nước nào, nói thật các bạn như này, đồ nước thế nào thì đơn giản thằng nào cứ bục bố thực tính là thôi vân vân mây mây đúng không. Cái mà chúng ta cần quan tâm ấy là giảm khám phụ bao nhiêu, cái đấy nó mới đau đầu nhất. Còn đồ ra thì nói chung là nó quá dễ rồi. Thế bây giờ như này nhé, kháng băng của thằng này là 180, giảm kháng băng 180 ấy, kháng hỏa 209, giảm kháng hỏa 220, kháng huyền 180, giảm kháng huyền 180, giảm kháng độc là 535. Đấy, rồi tiếp đến chúng ta nhìn vào cái chỗ này, giờ cho lên đây tấn công một mục tiêu tùy ý giảm 3 loại kháng mỗi loại 90 điểm, giảm có kích thuộc tính tương ứng là 2500 điểm, có thể giảm kháng đến âm, thuộc tính chỉ có thể giảm về không kéo dài trong 20 giây. Thì chia sẻ các bạn này, cái dòng kháng âm như nó ghi cho vui thôi chứ là game này không có âm. Đấy, cái đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa ấy, thì thực ra là nó hên xui, nó cũng giống thằng đoàn dự trong game lúc linh lúc không linh. Ví dụ như là ba thuộc tính hên xui đó, băng hỏa huyền độc, hoặc là băng hỏa độc, hoặc là băng hỏa huyền vân vân đấy. Thì cứ tổ hợp chập ba của bốn phần tử. Đấy. Thì nó có thể là băng hỏa băng huyền. Thì cái chỗ này tương ứng của nó là 270. Tức là cộng thêm 90 chẳng kháng là 270 này. Cái chỗ này cộng thêm 90 nữa là 310. Cái này cộng thêm 190 nữa là 270. Có cái giảm hóa đầu dũng huyết. Thì cái trường hợp này nếu như nó đánh vào một thằng nào giống y hệt như nó ấy, là đảm tổ lắm ấy, đảm tổ quỳnh lắm ấy. Nha. Em donate cho anh 20M, anh làm một app PK ngon được không anh? Cái ngon thì bạn lên sàn nào mua luôn một cái app đi, việc gì phải làm cho nó đau đầu. Link sàn ở dưới phần mô tả này. Tiếp đến ý, giả sử như nó là hỏa, huyền và độc thì sao? Thì nếu như mà nó đánh vào bản thân giống thằng hệt như thế này này, thì cú đam của nó vẫn rất là to. Thế nhưng mà nó nếu như ý, có một thằng nào đấy nó kháng, giả sử nhưng mà nó đây là đang chia theo tỷ lệ đó này, đây này. Đấy, các bạn nhìn ở trên màn hình thì biết đúng không? Này, một viên kháng băng nhá. Hai viên kháng băng này. Một viên kháng huyền nhá. Hai viên kháng huyền này và hai viên kháng hỏa này. Tức là tỷ lệ bao nhiêu ạ? 2 2 và 2. Nó ăn theo cái võ hồn nữa, đâm ra nó nhỉnh thêm một chút ở cái võ hồn này. Lý giải vì sao nó có một số trội lên như vậy. Thế nhưng mà giả sử như một thằng nó không đi 2-2-2 nữa mà nó đi 3-3-3 thôi, thì có chăng ấy, nó sẽ xảy ra một cái trường hợp đó là bạn có thể vẫn bỏ qua được, đồng thời không. Thì cái không là trường hợp như nào? Giả sử như một thằng nó cũng ốp 3-3 nhé, tức là 3-9-3 là 2-7 ấy, cộng thêm võ hồn nữa ấy. Thế này, nếu như võ hồn của nó là băng và huyền, ví dụ như là một thằng võ đang có băng huyền chẳng hạn, một thằng thiên long khác có mà có hồn đây gì, nó không phải là không còn độc mà nó có băng huyền chẳng hạn,
Thì của bạn mới 9327 thôi, nhưng của nó là hơn 300. Đấy. Tiếp đến nếu như cái áo của nó có khá nữa thì của nó là khoảng cỡ 300 mấy. Của bạn chỉ có 9327 thôi. Thì cái trường hợp này nó sẽ diễn ra là bạn có hai cặp tính nam thôi. Lúc này là bạn đang đi hai cặp tính này. Thì những cái thằng mà muốn đánh cái long ấy thì nên ôm theo cái dạng nó là 33. Không phải là kháng triệt để mà là nó giảm cái đam của thằng thi long xuống. Còn một cái cách khác nữa nhá, một cách khác nữa, nhưng cái này thì bạn nên phòng thủ, và mình nói cho bạn biết luôn như này này là cái giảm kháng độc của bạn có 535 thôi, đúng không ạ? Nhưng mà nếu như này 1 2 3 4 5 6 đấy, 6 9 là 54, nó vượt trên mức này rồi, hãy cẩn thận nhé. Tất nhiên thì câu chuyện là bạn còn 90 điểm ở chỗ này. Nếu như nhớ nó không vào đập thì sao? Hoặc là nó bồi thêm cho bạn một ví dụ cái áo có tí, cái bá vương lệnh có một tí kháng và cái võ hồn có tí kháng nữa. Nôm na nó là hơn 600 rồi. Cũng căng ngại nha, nên là nên chuẩn bị cái chỗ này, có thể làm thêm một hai cái món để mà phòng thủ. Giả sử như là gỡ bớt một viên chỗ này ra chẳng hạn, làm hai cái liên đi. Một cái liên là thể lực giảm kháng huyền độc độc, một cái liên nữa là thể lực giảm kháng độc đấy, độc độc đấy, chúng ta có thể xoay tua nó lại, thấy đam yếu phát nháy ngay cái liên đi vào thì tự nhiên chỗ này nó phọt lên thêm 90 điểm nữa, tức là 625, 625 cộng 90 nữa. Em chuẩn bị cái thần khí này đúng không? Nhưng mà anh chia sẻ với em như này, đây là một cái chuẩn bị hết sức sai lầm. Cái chuẩn bị này ấy, em sẽ có đam của thuộc tính nhưng mà chưa chắc. Cái này nó sẽ làm mất đam của em đi đấy. Em hiểu không? Cái này có, thế nhưng mà nó sẽ có trường hợp dùng, thế nhưng mà nó sẽ không nhiều bằng cái kia. Chúng ta chỉ nên thêm một viên thôi. Trong trường hợp ấy, nó có rất là nhiều những trường hợp có thể xảy ra chứ không phải riêng một trường hợp. Giả sử như nhé, em thay vào ấy, nó lại quay ra, nó lại kháng, đâm ra cái thuộc tính băng của em lại không còn đam nữa thì sao? Thuộc tính băng không còn đam mà em lại còn mất cả thêm một viên độc 230 điểm ở đây nữa. Mất thêm cả cái điêu văn nữa chỗ này này. Đây điêu văn độc công mà 140 điểm cộng với một viên thể lực, à một viên độc công kia là 230. Đúng không? Nghĩa là 370 rồi. 4 cộng 3, 370. Hiểu không? Hãy cân nhắc lại chỗ này, anh không muốn nói rõ ra nhưng mà hy vọng em hiểu. Cái việc chúng ta thay mà giữ nguyên đam nó khác với việc chúng ta thay mà tụt đi một khúc đam luôn. Vừa mất thuộc tính thụ, vừa mất luôn thuộc tính độc chính. Trong khi chỉ giải quyết để độc nó có đam. Đó. Hãy cân nhắc nha. Còn võ hồn này thì bạn bạn mặc này nó gọi là nó mới chắc việc thôi. Cho nên cái chỉ số này nó có thể nhích lên một chút xíu nữa, nó rơi khoảng cỡ cũng gần được 600. Cũng không là cỡ 580, 590 gì đấy. Còn sau này có long văn nữa thì sẽ chỉ hơn 600. Còn Thiên Long ấy, mình nói rồi đấy, Thiên Long nó sẽ không thể nào toàn diện được vấn đề giảm kháng. Nhưng mà cái bài toán nào được nhiều nhất ấy, thì chúng ta chọn thế thôi. Chứ nó không được toàn vẹn đâu. Còn đồ trong này thì không có gì để bàn cả. Đấy. Đấy có một cái băng phách này, 230. Thanh niên này là hôm nọ event này là hình như là làm được hai cái bá vương lệnh thì phải, hai bá vương lệnh một võ hồn toàn mỹ em mà hai ba vương lệnh 10 củ rồi, một võ hồn toàn mỹ củ nữa thì 11 củ rồi. Xem nốt lăng văn nhé, còn con ngựa đây chị đây, nói chung ác này đang là mạnh đấy, tại vì mình nhìn sơ qua server bọn nó đi kháng ở server này gần như là toàn dưới mức ác này thôi, server này đi kháng toàn dưới mức ác này thôi. Ác này đam trung bình chỉ cỡ khoảng được cỡ 20k cả chỉ điểm, 20k
20k đấy. Nhưng mà phải trong cái trường hợp mình nói nhé, trong cái trường hợp mình nói ấy, tức là cái bọn 222 ấy, cái bọn đấy là hiệu đấy. Đã chạy được này. Cái bọn mà 222 là đánh cái đánh ác này là cái tỷ lệ ăn cao đấy. Rồi, thế thì em đổi bát ác đi nhá. Đấy là toàn bộ những cái